Tấm thân gồm xin kính chào đại gia đình mình nha. Rất vui được gặp lại cả nhà ở video ngày hôm nay. Hôm nay hiện tại đang có mặt ở chằm chim nha anh em. Mày vô chằm chim săn kiếm mí nhớt anh em ơi. Thì đang chuẩn bị ra cần thì gặp ông anh này. Rồi giờ mình đi tham khảo hỏi chung kinh nghiệm đi câu lóc chằm chim trước anh em. Rồi mình mới vô. Thấy anh đang lo mọ móc nhái. Rồi, nhìn cho anh móc xong đi anh em ơi. Chứ cái cảnh móc nhái này YouTube không cho. Không có cho phép. Trời, cảnh đẹp quá trời anh em. Vậy nè. Đi hình nhờ, mênh mông cá thở quá trời luôn nè. Cá trà quá trời cá trà đó ha. Anh cho em cho anh cho hỏi em anh tên gì anh? Tên Thái Thành anh ơi. Thái Thành à? Anh Thái Thành câu ở chằm chim này lâu chưa? Nhiều năm rồi nhưng mà đi ít lần. Năm đi 1 lần 2 lần à? Năm đi 2 lần 1 lần vậy. Không có thời gian đi, tại cá dữ lắm. Mà đi mỗi lần đi mình kiếm được vài ký đâu không? Chắc 1 ký 2 ký thôi chứ không có nhiều. Dạ. 5-7 con vậy mà. Chứ cá thiên nhiên mà đâu khó câu nhiều được lắm. Với đây người ta câu nhiều. Sao em nghe ta đồn chim cái lắm, người nào nấy đi về con nặng ký mấy 2 ký chụp hình lên quá trời luôn, rồi người nào nấy tổng 10 mấy con không là tính ra hơn 50 ký luôn rồi. Thì mấy bữa anh trúng á, bữa cá ăn mạnh á. Với mấy người ta câu giỏi nữa. Bởi vậy thấy ham quá trời luôn, sắp giác thân tới đây. Tại mới chưa quen, từ từ. Thanh câu bộ cần máy gì vậy? Cần Bulava Remium. Cây này nhiêu? Cây này 350. 350 hả? Cái này 21 hả? 21. Cái này đánh ngon lắm. Và này nại cá đã lắm. Bạo lực luôn hả? Chứ thường thường thấy đánh đi đánh mà đánh gần ít cây chơi cận máy ngang mà 21 này lắm. Có, Thái Thành đánh rừng U Minh Thượng đánh vào cây này luôn đó. Vậy hả? Đi đánh rừng chằm chim đánh cây này luôn. Ở anh đi U Minh Thượng có không? Có, được 1 con à. Được ký không? Rồi, chắc cả ký à. Hữu Khinh Kiên Giang cũng đánh cần này đó. À, Hữu Khinh Kiên Giang đó hả? Hữu Khinh Kiên Giang đánh cần này nè. Nó lên cá bự không á. Không câu cá bông không á. Không câu cá bự bự không à. Chính ra cần này nhỏ mà dưới bạo lực dưới ta. Chứ cá gừng ít ai đánh gì đó, người ta nại khó phải không? Ta lấy cần cứng hơn ta nại. Thấy anh thì thường đa số đánh cần 3 mét, đánh mấy, đánh 3 rồi không? Máy gì mà kêu vậy anh Thanh? Máy Antares DC. Máy này gặp khoảng 1 triệu mấy không? Máy này 10 mấy triệu. Thì dữ vậy hả? 12 triệu rưỡi. Trời. Máy gì? Là mình đi mình đánh lấy máy này mình đánh tỷ lệ dính cao hơn hả vậy? Là nó sướng hơn thôi. Sướng hơn mà. Chứ con này nó lực. Con này tải 6 ký nè. Lực hơn mấy con kia. Nói chung chắc là cần máy gì mình câu dính chứ không phải cần máy mắc tiền là câu dính cá đâu phải không? Đúng rồi, đâu phải cần mắc tiền cá nó mới ăn, cá nó đâu biết. Biết thôi, thưởng đâu nghe tiếng kêu là vụ cá lại chứ. Không, cái này vụ mũi. Vụ mũi hả? Này vô mũi chứ không phải vụ cá. Chết luôn rồi, đi rừng mình đuổi mũi sao vụ mũi? Ban ngày chứ ban đêm là bu lại cắn chết luôn. Nghe thì cũng như nghe tiếng đồng loại nó vậy hả? Giống như mũi chúa kêu lại. Trời. Bu lại cắn. Hả, bị rồi. Ổng đi câu ban đêm với Ngọc Danh bị hết bữa rồi. Trời ơi. Cắn quá chịu không nổi. Có người mình chim này là vô vé nhiêu anh Thanh? Vé 150.000 đánh nguyên ngày. 150.000 đánh nguyên ngày. Chung là anh em nào dính cá nhiều hơn thì lời. Đa số lỗ một khúc. Đa số nói chung mà mình vô đa số là lỗ hả? Vô đi chơi kiếm cảm giác thôi chứ lợi lớn gì. Khu nói chung khu du lịch mà mình vô trải nghiệm thôi, chơi thôi. Có cá được thì vô chơi cho vui. Nó có mùi rừng nghe mà. Nhưng mà cá giác câu lên con cá gừng cảm giác nó đã hơn con cá ruộng ở nhà mình lắm ha Thái Thanh. Đã không, đúng rồi, đã lắm. Phê phê ha.
Vừa nghe nói cá nửa ký ở đây là cái lực nó còn hơn con cá 1 ký ở cái ruộng mình đó, phải không? Ừ. Cái rừng mà mạnh lắm. Ghê trời. Đó giờ chưa có lên để hôm nay tìm cảm giác thử, hồi chút mình thử lên cái rừng. Đằng kia có hiếu lý, cần thủ hiếu lý. Cần thủ hiếu lý. Ừ. Idol hiếu lý nổi lắm. À, cần thủ hiếu lý trại heo. Yeah. Ừ. Là anh này nổi sao, là câu dính cá bự bự không hả vậy? Ừ, câu dính cá bự mà. À, tức là anh săn Hugo không à? Săn Hugo. Lát lại dở thùng vẫn coi rồi, Hugo không à, nãy giờ cũng lên 2-3 con Hugo rồi đó. Vậy hả? Ừ. À, lại thùng vẫn coi thử. Đường này nó thở 2-3 con luôn nè mà nó không vô. Này chắc cũng năng cũng từ ngày này bữa hay vậy anh Thanh? Ừ. Thì bữa trời đẹp rồi, im gió rồi nó ăn. Sáng giờ gió quá, mặt nước lăn tăn à. Rồi mình lỡ vậy, bởi vậy lâu lâu mình đi ngang bữa mà ngang bữa nó không ăn là coi mớm thua luôn. Ngang bữa nào ăn mạnh thì trúng ha. Hên trúng đi trúng ngang bữa nó ăn mạnh á. Thì quýnh trúng mà 5-7 con, 10 con rồi. Đó cắn nè, cắn nè. Cắn. Trời ơi trời, biết gì quay zoom càng cận cảnh thấy anh được rồi. Cá này nhỏ à. Ui hay quá thấy anh ơi. Ôi sảy rồi. Ê, còn không? Sảy rồi. Trời. Dướng tỏ rồi. Có. Ủa chí, uổng thiệt anh em ơi, thôi lên luôn rồi. Ê coi chừng ông nha. Đóng cá bay lên bèo luôn. Ừ, thấy bay con cá bay lên luôn. Cá nhỏ là biết cá nhỏ mà. Trời ơi. Ê, đang nói chuyện đó chị. Ê, còn dính không ơi? Có dính không hả? Trời ơi, đống nó bay lên đây tưởng đâu sảy. Hay quá trời luôn anh Thanh ơi. Còn dính. Trời ơi, đó anh em ơi. Hay quá. Cá nhỏ quá, đống nó bay tưởng đâu sảy rồi chứ. Thấy nó nhỏ quá. Trời ơi, đang phỏng vấn anh Thanh, anh Thanh lên luôn rồi anh em ơi. Quá hên luôn. Chắc là em đứng đây phỏng vấn anh Thanh từ đây tới chiều luôn quá ha. Ừ, ok. Cứ phỏng vấn đoạn lên con. Quá hay luôn em ơi. Anh Thái Thanh đi hồi nào? Đi hôm qua nay 2 ngày. Hồi gì qua 2 ngày, hôm qua nay hôm qua trúng không? Qua được mấy con. Hay quá trời luôn em ơi. Còn đây cái thùng kia là của anh Hiếu Lý hả? Của Hiếu Lý á. Nãy nó lên cá không? Hai con Hugo hả? Để lại coi. Cái thùng của anh Hiếu Lý đây. Hai con Hugo nè em ơi. Không có con cá nào như vậy? Có, nào không nãy mới dính đó mà. Dỡ nắp bự mới thấy được. Trời đất ơi, hai con cá hết có biết luôn em ơi. Hai cái bú bịch em ơi. Bự không? Hả? Bự không? Cỡ 100 gram á. Con 100 gram với con khoảng 200 gram. Sao cái rừng ta đồn có bự lắm mà sao kỳ vậy anh Thanh? Thì có bự có nhỏ chứ không có nhỏ sao có bự được. Vậy hả? Coi cá của Thái Thanh nè. Là gì trong đây hả? Rồi đâu Thái Thanh về dở ra cho anh em ta coi nha. Thanh cầu hay quá anh em ơi. Mới phỏng vấn có chút xíu. Mới mấy phút lên cá trước mặt. Ôi quá trời luôn anh em ơi. 8 con. Trời đất ơi. Nè. Quá có trời. Bự có, nhỏ có. Thành cầu quá đỉnh anh em ơi. Hên chứ. Rồi anh Ngọc Danh có con nào chưa anh Thành? Ngọc Danh qua nay được có con à. Trời gì hả? Hôm qua có con một, sáng giờ chưa có con nào. Chạy xách xe chạy lòng vòng mất tiêu luôn rồi. Yeah. Chạy lên chạy xuống sáng giờ mất tiêu luôn rồi. Có buồn ra con không dính chắc buồn ha. Không biết có gì luôn chưa nữa. Trời. Nhiều khi giận quá gì không rủ nữa. Trời. Hay quá trời luôn anh em ơi, một thùng luôn.
Ủa thế Thanh có đeo Google, Thanh có kênh YouTube, TikTok hay gì không? Có kênh YouTube Thái Thanh Fishing. Thái Thanh Fishing à? Ừ. Thái Thanh Fishing nha anh em. Ừ, kênh YouTube Thái Thanh Fishing đó anh em. Rồi Facebook em... cũng là Thái Thanh luôn. Thái Thanh luôn, Thái Thanh hết. Thái Thanh hết, nhìn anh em lên nhìn mặt avatar là Thái Thanh ha. Rồi TikTok cũng vậy luôn hả? TikTok cũng Thái Thanh Fishing luôn hả? Ừ. Tất cả các trang luôn. Zalo, Facebook gì cũng vậy á. Anh em bấm Thái Thanh Fishing là có à. Quá. Wow. Cái lưỡi này hơi bự, bắt mấy cá nhỏ này hơi chậm. Quá hay luôn em ơi. Đổi cái lưỡi nhỏ đi. Rồi anh Thanh anh vừa lên một con rồi. Giờ chuẩn bị móc nhái làm tiếp nha anh em. À, cảnh móc nhái này quay không được nha anh em ơi. Bây giờ dù vừa tốt không cho phép quay gần kia, anh đứng rồi có lên cá không? Trời đất ơi, cá nào cái nấy nó giỡn kìa. Cha con nào nó bành bành không? Quá trời cha luôn. Đó. Bây giờ zoom thân cảnh anh Thanh coi. Rồi nghe táp đầu bụp bụp vậy? Táp trong cỏ. Trời gió. Táp bờ. Quăng là mình quăng ở ngoài mà gì mình chạy thẳng vô vậy ha, giống như nhảy ở ngoài nhảy vô vậy ha. Ừ. Vô ngược quá. Mồi nhỏ nữa. Còn cái anh kia nè, anh kia ngồi anh biết trúng mánh chưa, anh ngồi ăn cơm rồi nghỉ mệt rồi. Đường này cũng có cá thở luôn hả anh? Cái đường này nãy đóng hụt cái gì hả? Sảy đường này nó không thở nhưng mà nãy nó có ăn cái. Đâu cần quăng xa gì đâu hả, quăng cái đâu có khoảng 15 mét vậy hả? Ừ, đi theo chỗ. Rồi múc chỉ luôn anh em ơi, mới vừa nói câu mà anh quăng cái múc chỉ luôn rồi. Rồi lỗ ra nãy ăn cái đóng cũng chút lớn. Gió lên quá trời anh em ơi. Nay gió thua. Quá im gió ngon. Trời ơi con cá kìa. Hết hồn cá nó cái gì dưới trời? Cá tra. Tra hả? Chứ tưởng ngoài cá bông à. Tra. Đường này gió ngược khó chọi quá. Bây giờ mình lại lên không dấn anh ngồi ăn cơm coi anh có lên được con nào không anh em ơi. Không dấn anh này anh em ơi. Sáng giờ anh có lên được cá nào chưa anh? Em ra được con đã đỡ rồi anh. Anh đi với ai vậy? Em đi với anh Vinh Gòn mấy Sóc Trăng á. Bự bự không? Đâu đây em nằm giỏi không?
Trời ơi, hết hồn cá luôn anh em ơi, trà bá lửa luôn anh em ơi, mập kìa trời. Vít cái vỏ đang thu cái vỏ luôn anh em ơi. Trời ơi, mập quá trời mập luôn rồi. Rồi, qua nay là anh với anh Vinh gọi một con này hay là mấy con vậy? Hôm qua được mười mấy con, nhưng hôm nay được 4-5 con với anh. Dữ vậy? Trời ơi. Ôi, ông với ông Vinh gồm lên tới đây quậy bánh dành chim ta luôn vậy. Gì dữ vậy trời? Nãy mình phỏng vấn anh thấy Thanh gì còn thấy mê, còn hai ông này cũng làm còn dữ hơn đó anh em ơi. Quá trời đất luôn rồi. Cá bằng chai nước suối luôn trời. Quá trời, hai ông này cũng chơi cần. Cây này chắc 3m, cây kia chắc 2m7. Con Tây Nguyên với cây Abu Garcia Vinger, cây kia là cái gì, Bulawa Monter, con máy gì anh, máy Sahara 4000. Giờ là ăn cơm rồi chiến tiếp hay vậy? Đúng rồi, ăn xong rồi chiếu tới chiều luôn. Chiều luôn hả? Từ đây về nhà xa không? Cỡ đi 4-5 tiếng à. Trời, súng xa dữ chứ bộ. Trời, từ dưới tại đây bào dữ vậy, bào hết cái Sóc Trăng lên tới đây bào luôn hả? Quá trời, hai ông nội này rồi. Bào từ Sóc Trăng hết cái Sóc Trăng lên tới Đồng Tháp. Quá trời quá đất rồi. Ôi, quá trời cảnh rầm chim nè anh em ơi. Rồi thôi, video là kết thúc đây nha anh em ơi. Mình chuẩn bị đi câu thôi. Chứ mình đứng đây mình phỏng vấn hoài là mình mớm luôn, ngày này mình mớm luôn. Rồi chúc thôi, chúc đã mọi người xem video vui vẻ nha. Xin bye bye và hẹn gặp lại clip tiếp theo. Bye bye, bye bye.